Chào mọi người nhá. Hôm nay là tem chúng tôi đã đi bắt con ong nhá. Đấy. Nhập mùa xong đây à. Mùa dịch thế này các bạn hãy nhớ đeo khẩu trang nhá. Hôm nay dịch phức tạp lắm. Gần là Gia Lai rồi. Các bạn hãy xem nhá. Dịch to đây đó. Dịch đi biến rồi. Dịch chắc đi chơi rồi nhá các bạn. Dịch chơi chơi Gia Lai nhá. Đấy, công nhân mà vẫn đeo khẩu trang ấy. Công nhân bị dịch mũ thôi. Ô nó chơi chuyện thân trùng mặt đấy. Ôi. Ôi giời ơi. Người mẹ nó lên to lắm. Ừ. Được, ok. Đến nó mập. Chinh phát luôn á bạn. Mập. Mày nắm mày. Nắm hả? Thôi nhá, nó chết phát độc quá. Rồi. À, bạn nó chích tôi phát rồi cần cần trúng mắt rồi ấy. À dạ, ngày mai chắc nó lên mặt rồi. Đây bạn. Biểu hảo không được cắt gần sưu lúc mưa. Mình phải ngồi xa thế bạn, nó chích tôi một phát rồi. Giờ đó. Có hả? Có hả? Ê. Ê trời.